Đó, cho nên Đức Thầy đã dạy là coi là coi được Phật, được trời, coi pháp phép lạ của tiên, của thánh. Hay để sao coi hỏi, coi hàng, coi tiên, coi Phật mới ngoan, mới trần. Như vậy thì nếu chúng ta không tu thì sao gặp được, phải không? Nếu có tu, có làm qua lời Đức Thầy, Đức Phật đã chỉ dạy thì chúng ta mới gặp Phật, gặp Thầy. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp, gặp gì không? Đó, sẽ gặp cái cảnh khổ tương lai sau này là hổ lang ác thú mùng bầy, hay lớp đau chết kể thôi vô số, thiên tà ma yêu quái chật đường, trốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy thì chúng ta mới còn ở tương lai sau này, như trong đường trắng cấm thứ nhất cho đến là thứ tám Đức Thầy đã chỉ dạy. Điều thứ nhất, ta nên uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chánh chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá, dài lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa, và đạo lý được ích kỷ và xu phụng cả giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay quạt miền rửa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ và tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm thất định là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi dương dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ giúp cho những người lỡ đường nói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai với đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương, an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giúp chúng sanh. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay cũng đến nhân viên đến nhà của anh ba, gặp anh ba cũng em cũng xin hỏi qua sấm thiền của Đức Thầy. Đức Thầy cho biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chất chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Kính thưa anh ba, thì qua bốn câu dạy của Đức Thầy, mong anh ba cũng chia sẻ. Thứ nhất cũng cho mấy em được hiểu thêm, và cho tất cả bà con trên cộng đồng mạng đồng nghe chung hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đức Thầy tôn kính. Lễ phép cung kính liệu quý vị. Kính thưa toàn thể quý anh em ở diện kính mến, thưa quý vị, thì với tinh thần ham một Phật pháp cũng như tinh thần đạo đức của anh em đến đây để hỏi qua những cái lời trong học Đức Thầy, để hầu trợ tấn cho nhau trên đường tu học, thì ở đây nói chung lại thì tuy rằng ít mà nó cũng để nói lên một cái tinh thần ưu sư ái đạo mà quý vị cũng xa gần trở về đây. Như anh em vừa hỏi qua cái một đoạn trong Kệ Văn của Người Khùng. Kính thưa quý vị, thì trước khi trao đổi phần này thì cũng mạn phép tới cái thế giới bây giờ cũng rất đau khổ, cho nên chúng tôi cũng cầu nguyện ở trên từ bi chiếu trì gia hộ cho đất nước và thế giới được an lành. Chúng tôi xin là cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi đồng gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly.
Nam Mô A Di Đà Phật. Được, kính thưa quý vị, thì trong cái buổi gặp gỡ hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ một phần nào qua cái sự hiểu biết của mình để hầu trợ tấn cho nhau trên cái đường tu học mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Đạo diệu màu gặp lúc trung chuyên, phận môn đệ phải lo dung quén. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Kinh lành làm cho đời hiểu rõ thinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Hay là chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hương Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Và những đoạn khác Đức Thầy dạy là đất với nước hậu lai dinh diệu, đạo lo tròn yểu điệu tấm thân. Một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lợt phong thần bản ghi. Thưa quý vị, thì Phật Pháp vô biên, sức người có hạn, thì chúng tôi cũng trao đổi cái sự hiểu biết của mình. Vì trên cái phần trao đổi này, ngưỡng mong toàn thể quý cô bác và anh chị em bổ chính cho những điều còn thiếu sót, chúng tôi xin chân thành đa tạ. Thưa quý vị, thì trong cái quyển Kẻ Dân của Người Khùng, họ rất nhiều mà anh em đây đưa ra có 4 câu giảng. Thì có thể chúng ta đọc trước thêm một chút nữa là: lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quá chặt đường, trốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Thì mới đến cái câu là: khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, luồng phép màu lập lại thượng nguyên, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Thì nếu mình đọc hoài thành độc giả quý vị, hỏi cái 4 câu mình đọc cái lố thế là mấy câu, đầu vô 4 câu rồi sao đọc thêm nữa. Vậy thì hỏi đâu mình trả lời đó, chứ mình nếu nói thêm nữa thì nó phạm. Vậy thì khắp thế giới cửa nhà tan nát, chỉ khắp thế giới tức là chỉ chung cho hết toàn thế giới, không riêng một thế giới nào. Cho nên Đức Thầy dùng cái từ là khắp thế giới cửa nhà tan nát. Thì nếu nói thế giới thì là một nước, mà nếu nói về một thế giới thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài làm giáo chủ ở cõi Ta Bà này, Ngài cai quản 1.000 triệu thế giới, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài làm giáo chủ. Mà Đức Thầy nói là khắp thế giới tức là nhiều ở cái nước ở trên thế giới chúng ta đang sống đây. Thì nếu nói về cái chúng ta đang ở đây, gọi là có 4 châu mà mình ở trong là 5 thiểm bộ châu. Còn đầu tiên thì nó nói về đủ hết thì là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cu Lư Châu. Vậy thì mình là một châu trong nhiều châu. Vậy thì trong cái thế giới chúng ta đang ở đây là nó một mặt trời, một mặt trăng, gọi là một thế giới. Vậy thì cái câu mà Đức Thầy nói là khắp thế giới tức là nhiều thế giới, không phải là một thế giới chúng ta đang ở. Thì nếu nói về cái 5 thiểm bộ châu, trong đó nó có là Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, gọi là 5 châu thế giới. Mà Đức Thầy đã khẳng định là khắp thế giới cửa nhà tan nát à. Mà hiện bây giờ mình thấy ở các nước ngoài là cái cửa nhà tan nát hết trơn cái gì. Nào là bị là sóng thần, rồi nào là bị sập đất, rồi nào là thiên tai, đủ thứ hết trơn. Rồi chiến tranh, biết bao nhiêu chữ khổ não mà tan nát hết trơn. Quý vị biết 2 chữ tan nát thế nào không? Tức là không còn gì hết trơn. Cho nên Đức Thầy nói là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng nguyên, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trơn,
cho trần hạ tường nơi lao lý. Vậy thì khắp thế giới tức là không một thế giới nào an ổn gì à? Cái chuyện này nó đã xảy ra trong nhiều, trong cái thời kỳ, có thể nói từ Đức Thầy Tây An cho đến Đức Thầy hôm nay ra đời, Ngài đã khẳng định trong sấm giảng thi văn toàn bộ rất là nhiều. Ngài nói trong cái việc hiện tại trong nước chúng ta và ngoài nước chúng ta, nó phải là bị cái giai đoạn là từ từ theo cái định lệ của thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt. Bởi vì có sanh rồi mới là già, già bệnh chết. Thì cái chu kỳ của chúng ta là thành trụ hoại không, nó sẽ thay đổi mãi mãi hoài hoài. Cho nên cái thế giới gọi là, Đức Thầy gọi là nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cám dỗ tao dân, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Vì vậy thì cõi tạm ở đây là cái cõi là không tồn tại được. Mình sống hưởng tạm trong một thời gian nào đó mà thôi, một kiếp người thôi. Có khi một kiếp người quý vị biết là có khi mới sanh ra chết cũng một kiếp, rồi 2-3 tuổi cũng gọi là một kiếp, mà 10 tuổi cũng là một kiếp, rồi 40-50 tuổi, 60-70 tuổi, 100 tuổi cũng gọi là một kiếp. Tức là cái kiếp người, mà kiếp dài kiếp ngắn mà thôi. Thì con người chúng ta sống ở thế trần này quý vị à, mình nhiều khi mình nghĩ mình sống mãi mãi hoài hoài, chứ thật ra rồi đây mình theo định lệ của Đức Thầy đã nói là những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thế mà họ vẫn cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp. Họ không chịu hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế, có cái gì không di không dịch, diễn diễn trường tồn. Nếu sẽ lấy sự thiền định mà tháp phá tan màn ô minh che phủ, thì thấy rằng ở cảnh ấy có người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Kính thưa quý vị, thì qua những cái câu giảng đầu đó, thì mình thấy Đức Thầy đã diễn tả cái cảnh ở thế trần này, ai rồi đây cũng phải theo cái định lệ này. Mà Đức Thầy nó không phải trong một nước chúng ta đâu, là cấp thế giới, cửa nhà tan nát, tức là không còn gì hết quý vị. Đến cái việc mà thay đổi rồi thì không còn gì hết. Cho nên Đức Thầy đã diễn tả cái cảnh mà là khắp thế giới binh lương cụ túc, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than déo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu ưu sầu, kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người bạo ngược thừa cơ nguy thủ lợi. Mà nó khổ chỗ là ở thị thiền đu trang xuống khởi gì à? Cái khổ trong cái hiện tại này, cái khổ trước mắt mà nhiều khi mình không biết được, mình không thấy được, mình chạy theo cái lòng dục vọng, tức là cái lòng ham muốn của mình, danh lợi tình đủ thứ, mà mình không có biết cái chữ khổ như thế nào. Cho nên cái câu này trong cái chạy danh người khùng, tức là quỷ nhì đó, Đức Thầy đã biết được cái cảnh đời tan thương biến hại rồi đây, nó theo định lệ này. Cho nên Đức Thầy khẳng định là khắp thế giới cửa nhà tan nát, khắp thế giới cửa nhà tan nát. Cửa nhà cũng còn ròn, không phải cái thân chúng ta không đâu, mà cửa nhà cũng phải tan nát. Cũng như quý vị thấy là cái mấy tháng trước đó, ở Mỹ đó, tức là ở Hawaii đó, thì quý vị biết là cái lửa cháy, lửa mà từ trên trời nó rớt xuống nó cháy đó. Thì lửa này có thể nói là lửa trời thì quý vị không thể nào chữa được đâu, không có nước nào mà chữa được trơn. Vậy thì do cái thiên tai này, cái kiếp sống của con người ở thế giới đó, ở trong cái đảo này như thế nào đó, cho nên mới bị một cái nạn là quả hoạn khổ đau như vậy. Cái lửa bình thường thì mình còn chữa được, mà cái lửa này là có thể nói là lửa trời thì không chữa nào nó chữa được quý vị. Cái lửa thường thì máy bay ở Mỹ thiếu gì có thể nói là nó chữa được, mà nhưng cái chuyện này nó xảy ra ngoài ý muốn của phàm phu tục tử mình này. Thành ra chúng ta không thể nào làm được, có thể nói cháy mà tiêu hết trơn, là còn ba cái xe mà là cái nhà cửa gì đó còn ba cái sắt không, chỉ còn lại cái sườn không à, cái sườn bằng sắt không có gì.
thì những cái tai khổ, cái nạn khổ ở trong cái thế gian này thì quý vị đã biết. Thì nghe kể nói cái nước cái ở đảo Hawaii này, ở nước Mỹ này đó, thì cái khu du lịch là toàn bộ là ăn chơi quý vị. Cái chỗ là nhà giàu người ta lợi đó, ta ăn chơi, ta nghỉ ngơi, có thể ta ở 1-2 tháng, 2-3 tháng, dân nhà giàu có tiền. Mà quý vị biết cái cảnh khổ, đau khổ của con người thế gian này. Có người thì khi người ta không đủ ăn, không đủ mặc. Còn mình thì giàu, mình xa xí, mình ăn xài như vậy. Thì nó rất tiếc uổng quý vị à. Đến cái cảnh đó rồi chúng ta không thể nào đem được đâu. Không thể có cái gì mà chúng ta để là cứu vãn được. Cũng như lửa cháy ở Hawaii thì quý vị đã biết rồi đó. Còn gần đây ở Trung Quốc thì quý vị biết là động đất nữa. Thì có thể nói là trên thế giới này là biết bao nhiêu quý vị ơi. Có thể mấy năm nay mình có nghe tin những cái thế giới là rồi động đất nào là bị bão lụt, lũ lụt này kia biết bao nhiêu. Rồi đến đổi mà chết rồi cả mấy chục ngàn người không. Cho nên Đức Thầy khẳng định cái câu đầu là khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi. Khắp thế giới tức là không riêng một thế giới nào hết. Có thể nói toàn bộ tất cả thế giới. Có thể nói trong cái thời kỳ này là mình biết đất nước Việt Nam mình bao nhiêu nước phải không? Đó. Thì thế giới là một cái trong một thế giới, một bầu trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, thì đó là một thế giới. Mình là một châu trong là nhiều châu, trong bốn châu. Mà Đức Thầy khẳng định là khắp thế giới cửa nhà tan nát, tức là không còn gì hết kiểu gì à? Tan nát tức là không còn cái gì hết. Nhà cửa gì cũng tiêu hết. Cái nhà cửa, cái sắt mà nó cháy mà còn là bằng sắt, còn sắt không đó, thì thử hỏi cái thân tứ đại chúng ta thì có cái chuyện nó bình thường thôi. Nó sắt mà nó cháy mà còn rùi hết trơn. Cho nên cái câu đầu đó, Đức Thầy đã khẳng định là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt vảnh hiu. Lúc đó thì quý vị biết đâu còn ai đâu. Nghe nói cái nước Hawaii cũng là đó là mười mấy hai chục ngàn người, bây giờ thì cũng di tản hết trơn rồi. Cũng chết một số nào thôi. Khắp xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Thưa thớt là không còn ai nhiều. Quạnh hiu tức là quý vị là thấy cái chuyện là rất là đau khổ. Đến đó rồi không còn ai chơi với ai trơn. Không còn vui vẻ nữa trơn. Còn gì nữa giờ vui vẻ. Phải không? Cho nên Đức Thầy nói là không cùng xóm làng thưa thớt vảnh hiu, tức là ở trong cái làng xóm mình không còn ai nữa, có thể nó đơn độc một mình. Ý nói là cái người chỉ còn tu thôi đó nghe. Cho nên Đức Thầy nói là kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ, chỉ người tu mới sống sót quý vị à. Cái đó là nói những người còn sống sót lại đó, là những người còn tu thôi. Còn những người không tu thì phải tiêu xác quý vị à. Đến giai đoạn mà ngày xưa thì mình thấy xưa nay thì cái người chết thì cái xác này bỏ linh hồn mình đỏ hoặc là siêu về cảnh giới an vui hoặc là đỏ và bá đường ác. Mà đến thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp này, Đức Thầy đã khẳng định đó là gian tà hồn xác cũng tiêu, hay là hổ lang ác thú buông bày lớp bay lớp chạy, sau này đã đón ai mà ăn ở nguyên ngang, đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Cái gì thì quý vị biết tiêu cái là loài thú này nó phải là thú thường đâu, tiêu xác mà lẫn hồn luôn quý vị. Cái xác mình chết mà cái hồn phải tiêu luôn. Tại vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ Hạ Quân Mạt Pháp rồi. Dạy chúng sanh từ nơi có thượng môn thượng, đến thượng môn trung mà thượng môn hạ. Đến hạ môn hạ mình còn trì trệ đây, mình còn đeo níu khỏi trần. Thì thử hỏi quý vị đã không tiêu diệt sao được. Mình sống ở cái thế giới này biết bao nhiêu. Có thể là nhiều đời, từ ông cha chúng ta đến đời mình bây giờ, mà chúng ta cũng còn mê mang theo tục lỵ. Cho nên Đức Thầy nó là trần thế lợi danh giấc mộng tràn, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đấng hiền từ cứu thế gian. Khắp trong bá tánh kề cảnh khổ, đạo đức hiền lành kiến tiên ban, thiên địa u minh dị đạo tràng, thập bát chư hầu lị ha khang. Đạo lý tâm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng ly loạn khắp chư ban,
thương hải tan điền ắt chẳng yên, thiên địa diệt gian dĩ thiện riêng, cớ thấm qua diệt từ đây có bộ máy thiên cơ ác đạo quyền. Đốt khởi nhị niên giai tiền đình, quần lai thượng cổ mới bình yên. Điên này dung thiệt ở núi vàng, thương đời nói rõ việc lầm mì than. Khuyên trọng lệ thứ mau mau tình, yên trí nghĩ suy biết đá vàng. Kính thưa quý vị, thì khi một đoạn mà chúng tôi đọc trong bài Lỗ Trúc Cơ Quyền, thì Đức Thầy đã diễn tả cái cảnh ở tương lai sau này, ở trong hiện tại. Thì không có thời gian chúng tôi đọc hết, cái bài này rất là dài. Chúng tôi chỉ đọc một đoạn để chứng minh qua cái lời Đức Thầy đã chỉ dạy trong Kệ Văn Của Người Khùng mà quý hiền đệ đã nêu ra. Thì chúng tôi trao đổi thì hai câu đầu là: khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Vậy thì toàn bộ trong cái bốn câu giảng này thì Đức Thầy đã nói cái cảnh khổ tương lai sau này, quý vị ạ, không thể nào chúng ta tránh được đâu. Cho nên nói có thể là từ nơi anh em thường thường bàn ở trong cái nói về một con giáp. Con giáp thì 12 đó, 12 con giáp. Rồi con giáp thường gọi là 61 năm. Còn con giáp nữa thì thôi giờ bí mật đi, không có nói hăng. Bây giờ nói con giáp lớn nữa quý vị à. Con giáp lớn này có thể mình nói từ Đức Phật Thầy Tây An, kể nên từ cái mốc của Đức Phật Thầy Tây An đó là con có giáp lớn. Thì quý vị tính đi, từ cái Đức Phật Thầy Tây An mở đạo năm nào quý vị đã biết, cho đến là 2029, thì đến đó là đến cái cảnh khổ là dồn dập tới. Đó, thì cái câu đoạn giảng Đức Thầy này đã chỉ dạy thì quý vị thấy biết toàn bộ là nói về cái cảnh khổ trong hiện tại và tương lai sau này. Mà Đức Thầy khẳng định là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, mấy lâu nay nuôi dưỡng chắc diêu, nay tận một việc lập đời trở lại. Rồi khắp lê thứ biến di thiên hải, thương hải dùng phép màu lập lại thượng vân. Thì có thể là nó biến chuyển theo cái thời kỳ của cái chu kỳ hạ vân này. Thì hết thượng rồi là tới trung, hết trung rồi đến hạ, mà hết hạ thì đảo lại thượng. Đến giai đoạn nó phải là theo cái định lệ của là thành trụ vậy không. Thì biết bao nhiêu chỗ Đức Thầy đã khẳng định trong cái thế giới chúng ta đang ở đây, rồi đây sẽ đau khổ. Khắp thế giới binh lương cùng túc, biết bao nhiêu khổ đảo gì à. Thì qua cái câu giảng, bốn câu giảng của quý hiền đệ hỏi đó, thì chúng tôi cũng cô động gọn một phần nào, để rồi chúng ta tìm hiểu qua một cái phương pháp để mình thoát khổ gì. Phải không? Đã biết cảnh đời này nó theo cái định lệ là tan thương biến hại, là Đức Thầy nó là nói là phải có. Thì trong hiện tại quý vị đã biết, rồi tương lai rồi đây sẽ có nữa, lần lần nó sẽ đến. Biết bao nhiêu chỗ Đức Thầy đã diễn tả cảnh khổ sau này quý vị. Như cái bài mà Lũy Tam Châu, Đức Thầy nói là: Tam Châu hữu ngạn lũy nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, tầng bang hậu hận tiên diêu động, nam quốc lương dân kiến linh xa, phồn qua đô hội lưu gian quyết, dư đảng dọc ngang cấp ma ha. Vậy thì cảnh khổ trong cái hiện tại và tương lai rồi đây sẽ đến à. Cho nên Đức Thầy nói là đến lâm cảnh khổ có ta với lĩnh Phật Bà cứu vớt dùm cho. Thì đến đó là chúng ta phải nhờ là Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bườm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Thì đến đó chúng ta chỉ nhờ Phật và thần gia hộ mà thôi. Cho nên ông sư giải ông Phan nói là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang. Hay là Đức Thầy đã chỉ dạy là làm đường ngay thẳng có thần đổ cho.
Như vậy thì đến cái cảnh mà khổ ở tương lai sau này chỉ có người tu niệm mới sống sót, quý vị à. Nếu không tu niệm thì chúng ta không thể nào thoát được cảnh khổ tương lai sau này. Dầu cho chúng ta ăn sung mặc sướng cỡ nào, rồi đây cũng sẽ theo cái định lệ này thành trụ vậy không? Không thể nào mà chúng ta trốn tránh khỏi. Cho nên Đức Thầy đã khẳng định trong cái bài mà Tỉnh Bản Trần Gian đó, Đức Thầy để cái tựa là Tỉnh Bản Trần Gian. Thì quý vị biết là Tỉnh Bản Trần Gian mình là, mình là Đức Thầy dùng cái từ là bạn đó. Thấy không? Đức Thầy rất là bình đẳng, hay là cả kêu lớn nhỏ để huynh, từ đây nhẫn nại chống kình làm chi. Đức Thầy dùng cái từ là Tỉnh Bản Trần Gian, tức là mình với Đức Thầy cũng như là bạn, để phiên tất cả chúng ta thức tỉnh mà lo tu hiền. Cho nên vào đầu Đức Thầy nói là nghiệp chướng lăng loàn hại sát thân, chuông lành buông tiếng gọi bon, chuông lành buông tiếng giọng bon ngân, cương thường gánh nặng trai dình trọn, tơ tóc dai hoàng gái dẻn phân, nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết đền ân, khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, thức tỉnh giấc mộng nam kha trốn thế trần. Rồi thế trần tạm giả đạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà, nhưng ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Thì một đoạn trong bài Tỉnh Bản Trần Gian đó Thầy đã chỉ dạy đó, thì chúng ta biết được cái cảnh đời này rồi đây theo cái định lệ là thành trụ quậy không, hay là sanh trụ dị diệt. Thì qua câu hỏi của quý hiền đệ đã hỏi đó, thì chúng tôi chỉ cô động gọn, rồi sau này chúng tôi chỉ trao đổi một phần nào về pháp tu để chúng ta tu để thoát được cảnh khổ mà thôi. Thưa quý vị, thì theo cái thời kỳ hạ nguyên mà pháp này theo lời của Đức Phật Đức Thầy đã chỉ dạy đó, thì chỉ pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn niệm Phật mà thôi. Cho nên Đức Phật ngày xưa đã nguyện ký là đương lai chi thế kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thủy kinh chỉ trụ bá thế, kỳ hữu chúng sanh tụy tự y tự đương lai chi thế kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh chỉ trụ bá tế, kỳ hữu chúng sanh tụy trụ trị tư kinh giả tủy sở nguyện giai khả đắc độ. Nghĩa là trong đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta vì lòng từ bi thương xót triên trụ trong phản kinh này trong phản 100 năm, nếu chúng sanh gặp kinh này tủy sở nguyện đều được đắc độ, đều được đắc độ. Như vậy thì thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này chúng ta chỉ pháp môn niệm Phật mà thôi. Chỉ có câu niệm Phật mới là thoát được cảnh khổ trong hiện tại và tương lai. Cho nên Đức Thầy nói là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Vật giả Đức Thầy nói là thấy người tu niệm đáng thương, đi mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Hay là lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đẳng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Như vậy thì chúng ta sống trong cái đời thời kỳ này gọi là thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, mà Đức Thầy khẳng định là pháp môn này là một pháp môn tối thắng chi pháp, chỉ còn một kiếp này thôi. Chúng ta khỏi cần phải tu nhiều đời nhiều kiếp, mà chỉ tu một kiếp trong hiện tại này thì chúng ta sẽ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Đức Phật A-di-đà, thì không còn khổ đau nữa quý vị. Như vậy thì người tín đồ Phật giáo và hảo qua lời Đức Thầy đã chỉ dạy thì tối thiểu chúng ta cũng lễ bái hai thời. Tại vì lễ bái hai thời tức là cái bài cúng nguyện hàng ngày, tức là cái bài nguyện giảng sanh đó quý vị. Nguyện giảng sanh cho mình và nguyện tất cả chúng sanh pháp giới, chứ không phải là riêng cho mình không đâu. Cho nên với mục đích của người tu hôm nay, anh em gặp gỡ mình trao đổi để chia sẻ Phật pháp, thì qua lời Đức Thầy đã chỉ dạy trong 8 điều chẳng cấm. Mà cái điều thứ 8 Đức Thầy dạy là tóm tắt tha có thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai ấy đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy thì Đức Thầy đã chỉ dạy là trong chúng sanh nghĩ tận đu đầu về cực lạc mới là hết khổ. Chỉ có cõi cực lạc mới là an vui vĩnh viễn, trường tồn bất diệt mà thôi. Cho nên người tín đồ Phật giáo và hảo tối thiểu chúng ta phải cúng lại hai thời. Nếu nói là cái bài từ cửu quyền mình không kể đi, bài quy y cho đến bài Tây Phương ngũ nguyện, là trước ngũ nguyện là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Chữ phổ là gì quý vị? Chữ phổ tức là cùng khắp, mà độ tức là cứu đưa.
chúng sanh mình là một trong những chúng sanh đó. Có thể nói chúng sanh là, nếu nói mình thấp nữa thì là nõn thai thấp quá, còn nói cao thêm một chút là từ Bồ Tát, rồi là cõi trời, cõi thần, cõi người đó. Rồi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục trong chín giới này. Thì trong cái bài cúng nguyện hàng ngày là cái bài Tây Phương 20 chữ này là cái bài nguyện giảng sanh chung hết. Trong đó mình là tất cả hết pháp giới chúng sinh, không sót một chúng sanh nào hết. Như vậy thì hàng ngày chúng ta lễ bái sớm chiều mình đã nguyện cho thế giới, từ nhất nguyện cầu đến ngũ nguyện cầu. Nhất nguyện cầu là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, liên hoa hải hội, thượng Phật từ bi, Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nhị nguyện cầu cửu nguyện thất tổ tịnh độ siêu sanh. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Còn cái bài Tây Phương 20 chữ trước ngũ nguyện tức là phần để cầu nguyện giảng sanh chung, rồi từ nhất nguyện cầu đến ngũ nguyện cầu tức là nguyện riêng. Như vậy thì trong một thời cúng của chúng ta là mình nguyện giảng sanh tới 5 lần. Bởi vì trong cái bài quy y nó có bài là Tây Phương ngũ nguyện rồi, rồi ra bàn thông thiên hướng chánh và sau lưng hai bên vai cũng có 4 lần nữa. Gọi là trong một thời cúng lại chúng ta nguyện giảng sanh 5 lần. Mà nguyện cho mình, nguyện tất cả pháp giới chúng sinh. Trong cái thời cúng chúng ta là nguyện không sót bộ thế giới nào hết quý vị. Cho nên trong cái thời kỳ hạ vân mạt pháp này, rồi đây sẽ theo cái định lệ là tiêu diệt đó, thì chúng ta phải là có một phương pháp nào đó để chúng ta thoát cảnh khổ. Cho nên Đức Thầy dạy là đến lâm cảnh khổ có ta, thì đến lĩnh, với lĩnh Phật Bà cứu giấc dùm cho. Thì đến đó nhờ Phật, nhờ Thầy mà thôi. Kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, thì vừa qua chúng tôi cũng cô động gọn là chúng ta chỉ có phương pháp niệm Phật là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mới thoát được cảnh hiện tại và tương lai. Nếu nói giờ lỡ trong hiện tại thì nó rất nhiều, rồi tương lai thì cũng rất nhiều. Ở đây chúng tôi chỉ cô động gọn một phần nào để chúng ta ráng mà niệm Phật, để ráng cúng lại, rồi để niệm Phật để dứt đi tất cả nghiệp chướng. Cũng như cái bài nói về lỡ trong hiện tại, cái bài ông Chính Diệm tức là Nguyễn Kỳ Trân đó, Đức Thầy đã dạy là Di Đà lục tử ấy phương châm, Di giả xin ông hoặc đứng nằm, khẩn giái trì tâm người thượng cổ, mai trời phò hộ phước cho thầm. Rồi đến cái bài ông Nguyễn Thanh Tân đó, Đức Thầy dạy là dặn lòng lục tử mửa đừng sai, qua bể về quê ngõ chút hài, tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ, chờ người hữu phước đến liên đài. Rồi đến bệnh hoạn ốm đau mà Đức Thầy dạy cho ông thầy Ba Đạo, Đức Thầy dạy là thành tâm khẩn Phật với lại trời, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tử trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Rồi đến bài ông Phan Tâu Châu Bá đó, ông nói là cái nợ gia đình, nợ tan bồng ổ rồi biết chừng nào nhất đây. Ông Phan Châu Bá hỏi thế này: tan bồng nợ ấy trả sao xong, chí dốc từ bi cởi tất lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Đức Thầy mới đáp quả là đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy rước lại non bồng. Đó là chúng ta niệm Phật ở trong hiện tại sẽ được thoát cảnh khổ gì. Hay là Đức Thầy nói là chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Rồi đến cái cảnh mà máu đào mà Đức Thầy đã chỉ dạy quý vị, là máu đào khắp nước khổ vô cùng, nam diệt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng đó. Thì biết bao nhiêu cái cảnh khổ mà Đức Thầy đã diễn tả tương lai sau này, thì giờ chúng ta chỉ có pháp môn niệm Phật mà thôi đó. Hay là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Hay là hung đồ với lũ dọc ngang, đến sau rơi máu khắp tràn mới tu. Trên đó mình tu không kịp đâu có gì à, phải không? Để đến chôn nhảy đùng thì chúng ta sẽ lọt ngoài sâu rồi. Do đó đến cảnh khổ hiện tại và tương lai sau này, chúng ta phải có phương pháp niệm Phật, để nhờ cái hồng ân của Đức Phật A Di Đà và được các vị long thần hộ pháp gia hộ, chúng ta thoát được cảnh khổ. Chứ không thôi Đức Thầy sẽ diễn tả cảnh sau này quý vị, mình sẽ bị một cái sự đau khổ rất là dồn lừng trời, lửa cháy liên miên.
rồi tiêu điều sản vật điền duyên, thần thông biến hóa dưới miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo diêm dương lục trừng, nhìn xa nước mắt rưng rưng, thương đời mê mũi trầm luân hoài hoài. Đức thầy thương xót mình, đức thầy phải rơi lệ. Nam mô A Di Đà Phật. Thì anh ba cho em hỏi, khi đức thầy có nói câu là ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn, chừng gặp hỏi khỏi thù khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng sao chi. Thì mong anh ba cũng chia sẻ thêm bốn câu này cho em và tất cả mọi người cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì tiếp đến cái câu hỏi thứ hai của quý hàng đệ đã nêu ra, thì cái câu này nếu đặt vấn đề nói thì chỉ nói người nam không à, phải không? Dạ, đúng rồi. Thì ai là người quân tử tu mi, vì bên bên nữ là thiệt thòi vậy, phải không? Thì vì đó là cũng, nói câu là chí anh hùng lưu bách khách vườn thoa, cao kém bậc tu mi nam tử. Nhưng khi tuy rằng là người nữ nhưng mà cái ý chí và tu tập nó cũng em đó nó cũng gần gần giống. Yeah. Cũng trong cái đoạn này thì cái này đó là ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn, chừng lập hội khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hải gắn ghi, ta ra sức dắt dìu bá tánh. Rồi cái cuối kết đó là Nam mô Tam giáo uyên vương phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Thì ở đây quý hiền đệ chỉ hỏi bốn câu mà thôi. Ai là người quân tử tu mi? Vì là ai quân tử? À, vậy thì cái người quân tử đó tức là không nhỏ mọn, không tính toán, tu như vậy mới được. Nếu nói là cái người mà quân tử tu mi cũng như là hành theo cái đức của chư Phật, của Bồ Tát vậy đó, như đức từ đức bi đó, phải không? Nếu nói về bên đạo thánh thì là nó như vậy đó. Thì ai là người quân tử tu mi, thì đức thầy nói cái đoạn này là ám chỉ về cái đạo thánh. Mà nếu nói về đạo Phật thì nó còn siêu việt hơn nữa. Ai là người tu mỹ quân tử tu mi, hai chữ tu mi tức là râu mài, tức là ám chỉ với người nam. Thì hai câu này đức thầy nói gì chứ cái chỉ chung cái gì à, chứ không phải ám chỉ với mấy người nam không đâu. Đó. Ai tức là cái đại danh từ chỉ chung hết cho mọi người, mà đức thầy dùng hai chữ tu mi tức là khẳng định nói người nam nó phần đặc nặng hơn. Tại vì người nam thường thường sống với cái gì, cái bản ngã, với cái coi người ta không ra gì hết. Cái người quân tử lúc nào cũng là mình có cái lòng rộng rãi. Cho nên đức thầy nói là chí quân tử lòng nhân dạng đại, dốc làm sao rõ mặt tan bồng, nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ. Như vậy thì theo đạo thánh thì cái người quân tử tức là những người không nhỏ mọn, không hẹp hòi, đối với mọi người có lòng khoan dung và tha thứ. Cũng như là nói về cái bốn đức của đức thầy đã chỉ dạy, từ bi và hỷ xả vậy đó. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Lòng tư từ lần ban vui tất cả chúng sanh, lòng bi đã diệt cái khổ tất cả cho mọi loài. Như vậy thì ai là người quân tử tu mi? Ai tức là ám chỉ cho mọi người, không riêng người nào hết. Ở đây không phải là ám chỉ người nam không, mà chỉ chung cho tất cả mọi người ở trên thế giới này, chứ không phải là riêng một người tín đồ Phật giáo hòa hảo, không riêng những người đạo khác, mà không riêng tất cả những cái người ở thế giới khác. Nếu là cái người nào đã theo đạo đó mà có cái lòng quân tử, lòng rộng rãi, bao la thương mọi người, thì là chúng ta cũng được kết quả cũng như đức thầy đã chỉ dạy vậy, chứ không riêng tín đồ Phật giáo hòa hảo. Như vậy thì ai đức thầy dùng cái chữ ai tức là ám chỉ chung cho mọi người. Đó, chữ ai tức là chỉ chung cho nhiều người trong đó, gọi là dùng, đức thầy dùng chữ ai. Ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn. Thân mình cái gì? Nếu nói về nhân đạo thì là con người có tam can ngũ thường. Tam can ngũ thường. Nếu nói là người nam, người nữ thì là tam tùng tứ đức, gọi là công dung ngôn hạnh. Như vậy thì ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn. Như vậy thì người nam thì tam can ngũ thường, nữ thì tam tùng tứ đức, thì chúng ta phải làm cho trọn vẹn. Cho nên đức thầy đó là đất với nước hậu la dinh diệu, đạo lo tròn yểu điệu tám thân,
Một câu quân lý tứ ân, ta đừng phai lợt, phong thần bản ghi. Như vậy thì qua lời Đức Thầy đã chỉ dạy trong cái 8 điều trăn cấm đó, thì Đức Thầy đã chỉ dạy rất là rành rẽ về phần này. Thì nếu người tín đồ Phật giáo và hảo, chúng ta phải y cứ theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, là ai người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Như vậy thì muốn vẹn tức là không có thiếu sót những điều nào. Cũng như nữ thì có là nam thì là tam can ngũ thường, nữ có tam tùng tứ đức, công dung ngôn hạnh, thì không thể nào thiếu được. Vậy thì ai là người quân tử tu mi, phải sớm thử xử thân mình cho dạng chừng lập hội, khỏi thù khỏi thẹn, giới Phật tiên cũng chẳng xa chi. Như vậy thì đến gặp, khi mà chúng ta gặp Phật gặp thầy rồi đó, thì chúng ta làm không tròn thì đến đó mình chịu được không biết. Nếu mà chúng ta không làm tròn những lời của Đức Phật Đức Thầy đã chỉ dạy, thì chúng ta gặp Phật gặp thầy thì chúng ta sẽ khổ đau. Mình gian sinh cỡ nào thì các ngài không cứu được. Cho nên Đức Thầy khẳng định là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Như vậy thì cứu lương hiền mà không có cứu người hung được. Giác mê tâm kệ là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, thương dân hiền giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Sách thánh đạo ghi trong tam tự, người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh. Thì con người nó cũng ai có tánh lạnh hết, mà tại vì mình tập nhiễm theo cái tánh nết ở bên cái xung quanh trong đời sống của mình, hàng ngày mà phải tập nhiễm, cho nên mới là có những cái sự nó khổ đau tương lai sau này. Như vậy thì ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn, chừng lập hội, khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Nếu mà chúng ta làm những cái điều theo nói nhân đạo, thì là nam thì phải là tam can ngũ thường, nữ và tam trùng tùng tứ đức. Còn nếu nói mà muốn tu về cảnh giới Phật đó, thì chúng ta phải ráng là hành bốn đức từ bi hỷ xả, qua lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Thì khi đó mà cái đời này có tận diệt, sau này có Phật tiên ở tại thế, thì chúng ta cũng khỏi thẹn với các ngài. Cho nên Đức Thầy đã dạy là coi được Phật, được trời, coi pháp, phép lạ của tiên, của thánh. Hay để sao coi hỏi, coi hàng, coi tiên, coi Phật mới ngoan bớ trần. Như vậy thì nếu chúng ta không tu thì sao gặp được, phải không? Nếu có tu, có làm qua lời Đức Thầy, Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta mới gặp Phật, gặp Thầy. Nếu không thì chúng ta sẽ gặp gì không? Đó, sẽ gặp cái cảnh khổ tương lai sau này là hổ lang ác thú muôn bày, hay lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường, trốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Thì qua những cái bốn câu giảng mà quý hiền đệ đã nêu thêm trong cái câu hỏi thứ hai này, thì chúng tôi cũng cô động gọn qua một phần nào mà thôi, chứ không thể nào chi tiết hết được. Thì ai là người quân tử tu mi, ai tức là đại danh từ chỉ chung cho tất cả mọi người. Tu mi ở đây nói là ám chỉ cho người nam, người sâu mài, mà cũng là nói chung hết tất cả mọi người, tức là người tín đồ Phật giáo và hảo, hay có thể nói là người ở trên thế giới này. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn, tức là làm thế nào để cho đúng với cái lời của bên đạo thánh, đúng theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy, thì chúng ta mới còn ở tương lai sau này. Như trong điều trăn cấm thứ nhất cho đến là thứ tám Đức Thầy đã chỉ dạy, điều thứ nhất, ta nên uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiểm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá, dài lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa, và đạo lý đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò, và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi dương dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ giúp cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy,
đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ 8, tóm tắt, ta có thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai với đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương, an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Sau cùng có 4 câu là: đạo pháp thường hay dung giới hoàng, xét người cho tột xét thân ta, nhớ người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Thưa quý vị, thì nếu ta thứ được người, người thứ ta, cũng như là ai là người quân tử tôn nghiêm quý vị, phải có lòng rộng rãi bao la, thương tất cả mọi người. Nếu mà tu Phật thì chúng ta có đầy đủ lòng từ bi hỷ xả, để rồi sau này chúng ta mới gặp Phật, gặp Thầy được. Kính thưa toàn thể quý cô bác và anh chị em, thì vừa qua chúng tôi cũng mạo muội chia sẻ 4 câu giảng của quý hằng hiền đệ đã nêu ra. Thì đến đây chúng tôi cũng tạm dứt lời. Vì trước khi dứt lời không gì hơn, cũng thầm vì ơn trên 10 phương chư Phật, quan linh tổ thầy, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, đồng gia hộ toàn thể liệt quý vị, thân tâm thường lạc đạo quả chân dung, để giữ đạo chờ thầy. Chừng nào thầy lại do trung, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ tre. Đến đây tạm dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.